Xin chào mừng các bạn. Chúng ta gặp nhau trong một live stream. Tôi công bố dự án huấn luyện 100 người, 100 nhà lãnh đạo kinh doanh thành công bằng NLP và PBCA. Đây là một chương trình mà tôi ấp ủ từ năm ngoái. Nhưng cho đến thời điểm này thì nó đã chín muồi. Và đây là thời điểm hoàn hảo để tôi bắt đầu triển khai chương trình này. NLP thì như các bạn đã biết là khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy, là khoa học được coi là môn khoa học thay đổi con người mạnh mẽ nhất trên hành tinh hiện nay. Và thứ hai là PBCA. PBCA là một bộ công cụ huấn luyện các chủ kinh doanh để thiết kế xây dựng nên những doanh nghiệp bền vững, phát triển bền vững, những doanh nghiệp hàng đầu của thế kỷ 21 này. PBCA là tổ chức liên minh của các nhà huấn luyện xuất sắc nhất khu vực Bắc Mỹ. Và tất cả những cái chương trình này, những công cụ trong chương trình này thì nó giúp con người ta không thiếu bất cứ một công cụ, một kỹ thuật, một bí mật nào để có thể kiến tạo cuộc đời mình, kiến tạo doanh nghiệp của mình, cũng như kiến tạo xây dựng hệ thống kinh doanh của mình thành công. Tuy nhiên, có một điều, dù ở ngoài kia những công cụ, những bí mật có thế nào đi chăng nữa, mà chúng ta không có một cái tư duy, không có một tư duy đúng và chúng ta không cam kết hành động, và trong hành động lại không có năng lực, đấy là những yêu cầu, đấy là những tiêu chí đáp ứng, thì cũng không thể thành công được. Thì đấy tất cả là những nguyên lý, đó tất cả là những quy luật mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Những điều gì chia sẻ ngày hôm nay tôi sẽ nói rất chậm, và đây là những lời tâm huyết, những trải nghiệm mà tôi đã vấp gần 30 năm qua. Cho nên có thể các bạn sẽ không tin nổi rằng vì sao lại như thế được. Và chừng nào các bạn còn chưa tin thì cứ tiếp tục trải nghiệm. Rồi đến một ngày nào đó các bạn sẽ thấy rằng tất cả những điều này các bạn được nghe từ lâu rồi. Các bạn đã biết hết rồi. Chỉ có điều là các bạn đã không làm mà thôi. Chỉ có điều là các bạn đã không tin mà thôi. Cho nên chúng ta phải trả giá. Và thường con người chúng ta thì thường chỉ tin vào những gì mà chúng ta nhìn thấy. Thường chỉ tin vào những gì chúng ta biết rõ. Thường chỉ tin vào những gì mà chúng ta đã trải nghiệm. Nhưng mà như người ta nói rồi, cái gì mà đã rõ ràng rồi thì nó không còn nhiều hiệu quả nữa. Thứ hai nữa là cái gì mà chúng ta nhìn thấy, cái gì mà chúng ta biết chắc ấy, nó được gọi là logic. Và như Einstein nói rằng, logic thì sẽ chỉ đưa bạn từ điểm A đến điểm B. Thế còn trí tưởng tượng thì nó mới đưa bạn đến vô hạn. Trí tưởng tượng mới đưa bạn đến vô hạn. Bây giờ cho tôi xin phép hỏi, bao nhiêu bạn ở đây đã biết một chương trình buổi chiều tôi công bố rằng đây là chương trình chọn 100 nhà huấn luyện, 100 người để tôi huấn luyện kinh doanh thành công năm 2020. Bao nhiêu bạn ạ? Bao nhiêu bạn đã biết chương trình này? Và bao nhiêu bạn muốn chương trình này? Muốn tham gia vào chương trình này? Bởi vì trong chương trình này với toàn bộ những công cụ, những kỹ thuật mà tôi đưa ra để huấn luyện các bạn thì nó trị giá không dưới 200 triệu. Toàn bộ những giáo trình này nó trị giá không dưới 200 triệu mà tôi dành ra để huấn luyện miễn phí các bạn. Nhưng đương nhiên rồi, nó có một yêu cầu là các bạn phải hành động và các bạn phải tạo ra kết quả. Không dễ đâu các bạn, không dễ đâu. Một phần thưởng lớn khủng khiếp như thế này, nó không dễ một chút nào. Bởi vì sao tôi lại nói là không dễ một chút nào? Bởi vì nếu các bạn không có một tâm thức, thì các bạn không thể nào với tới được chương trình này. Các bạn sẽ sớm bị đánh bật khỏi chương trình. Nếu các bạn không thực sự có cam kết,
Nếu các bạn thực sự không có cái chưa có cái tâm thức làm giàu, chưa có cái tâm thức làm giàu, và nếu thực sự các bạn chưa có một cái ý thức tự trọng về bản thân, thì các bạn sẽ bị đánh bật khỏi chương trình này ngay lập tức, mặc dù các bạn có thể được lựa chọn. Vì sao ạ? Tôi chỉ nói đơn giản thế này thôi. Các bạn đã từng xem các cuộc cuộc thi đấu về cưỡi bò tót, cưỡi bò tót đúng không ạ? Cưỡi bò tót thì người thắng cuộc là những người mà ngồi được trên lưng con bò tót đó lâu nhất, lâu nhất. Vậy để có thể tham gia vào cuộc thi này thì các ứng cử viên phải làm gì? Họ phải rèn luyện, họ phải rèn luyện rất chăm chỉ, thậm chí rất mạo hiểm, bởi vì con bò tót nó khi đã ngồi lên lưng nó là nó ra sức, nó hất cái người vận động viên trên đó xuống, và hất xuống rồi nó còn húc cho. Thế thì ngay từ cái lúc mà các kỹ năng kỹ thuật của những người mà đi học cái môn này nó chưa được hoàn hảo, nó chưa có kỹ thuật, thì họ phải trải qua những bao nhiêu vô vàn những cái nguy hiểm với bản thân, và họ phải rất cam kết thì họ mới có thể dấn thân vào cái nghề này. Vậy các bạn này, bất kỳ một chương trình kinh doanh nào nó cũng có cái niêm luật của nó, nó có yêu cầu của nó, và nếu bạn không sẵn sàng, bạn không đủ năng lực, đặc biệt là bạn không đủ cái cam kết, cái cam kết với chính bản thân mình, rồi đặc biệt là bạn không biết được rõ cái lý do bạn làm sao mà bạn phải làm, thì bạn sẽ sớm bỏ cuộc. Và bằng chứng là các bạn cứ thử tìm hiểu xem, thử lục lại chính bản thân mình, các bạn đã từng kinh qua được bao nhiêu ngành nghề kinh doanh khác nhau rồi, và mỗi một ngành nghề các bạn ở lại bao lâu, và vì lý do gì mà các bạn chưa thành công. Nào, bây giờ tôi muốn biết, và đây cũng là một tiêu chí lựa chọn. Tiêu chí lựa chọn, các bạn sẽ cho tôi vài dòng về những cái lịch sử đã kinh qua các nghề nghiệp của các bạn, lịch sử về nghề nghiệp kinh doanh của các bạn, và thông qua những cái đó thì tôi sẽ lựa chọn và tiếp cận với các bạn để tôi chọn lựa, để đưa vào một group 100 người. Và các bạn này, không phải là 100 người đó sẽ ở lại mãi mãi được, bởi vì tôi biết có rất nhiều người sẽ dụng. Rồi, buổi chiều tôi công bố rằng tôi đưa ra một chương trình huấn luyện 100 lãnh đạo kinh doanh thành công. Và cái tiêu chí đầu tiên là bạn phải chuẩn bị một khoản vốn 10 triệu đồng. 10 triệu đồng. Thứ hai, bạn là phải người có cái ý chí làm giàu, ý chí vươn lên phát triển bản thân. Cái ý chí đấy nhá. Rồi bạn là phải người có tự trọng rất cao về bản thân mình. Tức là mình đã nói, mình đã hứa là mình làm. Rồi tiếp tục này. Bạn là người cam kết hành động. Và khi hành động phải có kết quả. Nếu không có kết quả, bạn sẽ bị out ra khỏi chương trình ngay lập tức. Bởi vì nó như chương trình đấu trường 100 hay đấu trường gì đó. Tất nhiên rồi là không có kết quả thì chúng ta phải thay thế người. Bởi vì trong cái chương trình này, nó cũng như cuộc sống ngoài kia thôi, cũng như bạn đã từng trải qua các cơ hội kinh doanh khác nhau. Bạn sẽ sợ hãi, bạn sẽ chán nản. Mặc dù có cái sự huấn luyện hỗ trợ của tôi, và tôi sẽ thử thách trong chương trình này, tôi sẽ thử thách. Và tôi biết rằng cái nỗi sợ hãi, sự trì hoãn, rồi là cái hiểu biết hạn chế của chúng ta, nó kìm hãm, nó hù dọa rất là mạnh. Và nếu như các bạn không đủ bản lĩnh, không đủ cam kết, không đủ tự trọng, không đủ động lực, thì các bạn sẽ không hành động. Bằng chứng là ngay trong group này thôi, khi mà tôi công bố chương trình là NLP là khoa học thay đổi bản thân mạnh mẽ nhất trên hành tinh này. Và khi các bạn có NLP rồi, thì nó thay đổi các bạn với một cái tốc độ khủng khiếp. Và tôi đang có hai chương trình.
Một chương trình là huấn luyện NLP trực tiếp 6 ngày. Và một chương trình nữa là chương trình NLP online. Vậy thì bao nhiêu bạn nếu nghĩ rằng mình không đủ cái năng, không đủ cái nguồn lực, không đủ tài chính để học chương trình NLP trực tiếp 6 ngày, nó trị giá là 26.600.000 đồng, không đủ cái nguồn lực tài chính để làm việc đó, thì bao nhiêu bạn đã sẵn sàng học NLP online với cái mức học phí, chi phí là 2.300.000 đồng để bạn học được những cái kỹ năng tuyệt vời, cực kỳ mạnh mẽ trong chương trình? Bao nhiêu bạn nào, bao nhiêu bạn đang học chương trình NLP online của tôi là các bạn cho biết ạ. Tôi muốn biết trong những bạn đang, chúng ta đang cùng tương tác ở đây, thì có bao nhiêu bạn đang học chương trình NLP online ở đây là các bạn cho tôi biết ạ. Và sau đó, những người đã từng học chương trình NLP online thì các bạn cho biết cái cảm nhận của các bạn khi học chương trình này như thế nào. Rồi, các bạn cảm nhận về chương trình này như thế nào? Chương trình này, thứ nhất là đã giúp bạn thay đổi được điều gì? Và bạn cảm nhận về chương trình này như thế nào? Rồi, cảm ơn bạn Thân Thị Ánh, Thân Thị Ánh Cương, bạn Kinh Doanh. Tôi sẽ để cái máy hơi xa cho nên tôi sẽ bật cái máy này để tôi sẽ xem và trả lời các bạn cho tiện. Rồi. Các bạn hãy cho tôi biết đi ạ. Rồi. Bao nhiêu bạn đang học chương trình NLP online của tôi? Và chương trình NLP online thì các bạn nhận được những giá trị gì và các bạn đã thay đổi những điều gì từ chương trình này? Rồi, cảm ơn các bạn đã bày tỏ. Tôi sẽ đánh giá rất cao và là tiêu chí tôi có thể tiếp cận để lựa chọn các bạn với những người mà đã từng trải qua các cơ hội, nhiều cơ hội kinh doanh, càng nhiều càng tốt. Không cần biết là bạn đã thất bại 3 mô hình kinh doanh hay là 5 mô hình kinh doanh hay đâu đó, không quan trọng. Cái điều quan trọng hiện nay là bạn có sẵn sàng học hỏi không? Bạn có sẵn sàng học hỏi không? Bạn có sẵn sàng Điều quan trọng là bạn có sẵn sàng học hỏi không? Bởi vì thành công là một kỹ năng hoàn toàn học được. Thành công là một kỹ năng hoàn toàn học được. Và nó vô cùng dễ dàng. Vô cùng dễ dàng. Nó không khó hơn cái việc là chúng ta hàng ngày vẫn phải lao ra ngoài kia giao tiếp. Nó không khó hơn cái việc là hàng ngày chúng ta vẫn phải gặp và chuyện trò với những ai đó, hoặc là giải quyết những sự vụ gì đó ở ngoài cuộc sống của chúng ta. Tôi đang tìm hiểu và tôi chưa thấy nó hiện lên ở đây về cái giải phóng sức mạnh đây rồi. Tôi đây. Đây rồi, nó lên đây rồi. Và tôi sẽ để đây và để tôi đang nhìn cái hình của mình đây. Và dường như ở đây thì sẽ không nhìn thấy những comment của các bạn. Và như vậy thì đây rồi, tôi đã nhìn thấy comment các bạn. Đây, tôi sẽ nhìn ở đây và tôi sẽ cùng trao đổi các bạn. Rồi, chào các bạn. Bạn Minh Tâm đã vượt qua chính mình, cảm ơn thầy. Rồi, bạn Minh Tâm hãy đăng ký thầy 3 ngày tháng 10. Rồi, cảm ơn bạn Minh Tâm, người đã bắt đầu đi từ chương trình NLP online, sau đó rồi bạn học được những điều ở NLP online và bạn thấy rằng quyết tâm phải quay đến tham gia chương trình trực tiếp.
Ok các bạn, vậy thì tôi chia sẻ các bạn điều này. Có 3 bước thôi. Có 3 bước để chúng ta có thể tiến tới thành công, có để chúng ta kiến tạo nên kết quả thành công cho cuộc đời mình. Điều thứ nhất, bạn phải biết được bạn muốn gì. Điều thứ nhất, bạn phải biết được bạn muốn gì trong cuộc sống này. Bạn muốn đạt được điều gì trong cuộc đời mình? Điều thứ nhất. Và tìm ra được điều này cũng không phải dễ. Các bạn phải tham gia khóa huấn luyện trực tiếp các bạn mới hiểu được tại sao. Chứ không thể nào là chỉ đơn giản là tôi muốn tiền. Không chỉ đơn giản là tôi muốn tiền. Tôi muốn thu nhập cao. Không phải đâu các bạn. Đấy là lý do mà các bạn thất bại. Đấy là lý do mà rất nhiều người ngoài kia thất bại. Bởi vì chưa tìm ra được lý do là mình muốn gì. Mình muốn trở thành ai trong cuộc đời này. Để biết mình muốn gì, muốn trở thành ai trong cuộc đời này, chúng ta đều phải có công cụ test. Đều phải có công cụ test. Và chúng ta phải trả lời những nguyên lý, những nguyên tắc theo đúng yêu cầu trong kỹ thuật này. Chúng ta mới phát hiện ra mình muốn gì trong cuộc đời này. Cho nên là không chỉ đơn giản là tôi muốn thu nhập cao, tôi muốn. Bao nhiêu người trong số các bạn ở đây, tôi tin rằng là khi các bạn muốn ở cái mức nào đó, các bạn cũng đã đạt được rồi. Thế sau đó rồi thì đến khi đạt được cái muốn đó thì bạn như thế nào? Bạn lại tiếp tục muốn hơn. Nhưng cái muốn hơn đó, tại thời điểm bạn đã đạt được rồi đó, bạn thấy hạnh phúc chưa? Bạn thấy thực sự viên mãn với những gì mình đạt được chưa? Rồi sau đó thì sao? Sau đó bạn đang giữ được những thành quả, kết quả của mình không? Hay là bạn đã quay trở lại xuất phát điểm rồi? Đấy là vấn đề. Vì sao bạn đã bao giờ là khi bạn cứ làm phát triển được một thời gian rồi sau đó lại quay trở lại xuất phát điểm? Hoặc là có thể là bạn đang có một cái hệ thống kinh doanh, đang mà có một cái đội nhóm rất đông, nhưng vì sao cái doanh số nó lại rất thấp? Vì sao doanh số lại sụp đổ, mất hoàn toàn? Có bao giờ các bạn hỏi rõ câu đó không? Điều đầu tiên để mình không bao giờ bị mâu thuẫn trong cái tiến trình đạt đến thành công là mình phải xác định rõ bằng những công cụ mình muốn gì trong cuộc đời này. Mình muốn trở thành con người như thế nào? Mình muốn có những kết quả như thế nào trong cuộc sống này, trên đời này? Chỉ khi bạn bắt đầu biết rõ được cái điều đó, bạn thống nhất về tâm thức trong bạn, bạn thống nhất về những ý thức tiềm thức, bạn thống nhất về những giá trị trong bạn, thì khi đó bạn mới hội được sức mạnh toàn diện của bản thân bạn để bạn bắt đầu hành động để thực hiện mục tiêu. Nó giống như là các cái công ty, các công ty quy mô lớn các bạn, họ đều phải làm cái sứ mệnh tầm nhìn của công ty. Họ công ty này ra đời để làm gì? Phục vụ ai? Phục vụ nhằm mục đích gì? Và để phục vụ cái đó thì họ phải có một cái tôn chỉ, cái niêm luật hoạt động như thế nào, để xuyên suốt trong quá trình đó không bao giờ thay đổi cái tiêu chí đó. Nó chỉ có linh hoạt thay đổi chiến lược để đạt được mục tiêu đó mà thôi, chứ không bao giờ thay đổi cái chiến lược ban đầu, cái nguyên, cái cốt lõi, cái giá trị ban đầu. Thì cá nhân ta cũng vậy. Điều đầu tiên, bước 1, phải biết rõ mình muốn gì. Biết rõ mình muốn gì. Sau khi biết rồi thì đến bước 2. Bước 2 chúng ta phải có một kế hoạch thành công. Một kế hoạch thành công. Ở đến bước này thì cái kế hoạch này nó lại phải rõ ràng rành mạch, tức là đo lường được. Nghĩa là thế này, giả sử rằng đây này, thế này là đo lường được này. Ví dụ ngay tối nay bạn sẽ có hai cuộc hẹn của ngày mai, và tối nay bạn sẽ nghĩ rằng là người thứ nhất bạn hẹn vào 9 giờ sáng mai để uống cà phê tại đâu đó, người thứ hai bạn sẽ hẹn vào 3 giờ chiều mai. Và bạn sẽ nghĩ rằng người thứ nhất thì gặp ở đâu cho tiện nhất, rồi người thứ hai gặp ở đâu thì sẽ tiện cho họ, tiện cả cho bạn, tiện cả cho họ. Rồi bạn sẽ nghĩ tiếp là
mình đi đến đó bằng phương tiện gì. Rồi bạn lại tính tiếp, mình xuất phát ở nhà là mấy giờ, hay là mình có thể trước mắt mình đi đâu đó để đến đúng cái giờ đó thì gặp khách hàng hay gặp đối tác ở đó. Thì đấy là một cái kế hoạch mà bạn nghĩ từ hôm nay. Bạn nghĩ từ hôm nay. Vậy bạn hãy nghĩ đến cái kế hoạch của bạn trong dài hạn, trong 3 năm, trong cả một đời. Phân đoạn nào thì bạn sẽ đạt được đến ngưỡng nào, kết quả nào. Đặc biệt là cái kế hoạch của năm 2020, bạn muốn gì? Bạn muốn thu nhập mức bao nhiêu? Lợi nhuận mức bao nhiêu? Và nếu khi bạn đã đạt được một mục tiêu rõ ràng như vậy rồi, thì cái kế hoạch của bạn nó phải rõ ràng như là cái kế hoạch tôi vừa trình bày các bạn, là mình ngồi đây và mình định hình rằng ngày mai mình sẽ gặp hai khách hàng đó như thế nào, và cái kịch bản gặp ở đâu, đi lúc nào, đến đấy như thế nào, và thậm chí là quần áo bạn mặc cho ngày mai là gì, những công cụ, thiết bị, trang bị gì bạn mang theo để có thể trình bày với khách hàng của mình. Và nếu như cái kế hoạch một năm của bạn nó rõ ràng đến mức như vậy, bạn chỉ cần hành động thôi là nó xảy ra, thì không có lý do gì mà các bạn không hành động thành công được. Không có lý do gì mà không thành công được. Tuy nhiên có một điểm then chốt, có một điểm then chốt, và nó quyết định việc bạn có thành công hay không, trong việc là chiến lược, kế hoạch bạn đặt ra rất rõ. Đó là năng lực của bạn. Năng lực của bạn có đáp ứng được cái yêu cầu về việc là bạn gặp hai khách hàng. Nhưng năng lực của bạn có giải quyết được vấn đề đó hay không? Năng lực của bạn có chốt sale được vấn đề đó hay không? Năng lực của bạn có chốt sale được hai khách hàng đó hay không? Năng lực của bạn có tuyển dụng được hai người đó hay không? Năng lực của bạn có kết nối và có phối hợp được hành động với hai người đó hay không? Đấy mới là vấn đề then chốt. Còn việc lập ra một kế hoạch rõ ràng không khó. Không khó. Bạn có thể hoàn toàn học được rất nhanh trong một ngày, hai ngày. Nhưng để thực sự bạn có một cái năng lực để bạn lắp vào kế hoạch đó để hoàn thành, đấy mới là chuyện. Bởi vì năng lực đó nó đi kèm là cái tư duy của bạn, cái năng lực của bạn để nhận định được vấn đề. Khi mà vấn đề, tức là khi sự kiện, hiện tượng xảy ra trước mắt bạn và nó tác động đến bạn, và bạn nhận định đó nó là cái gì, và sau năng lực của nó là bạn giải quyết ra sao. Giải quyết ra sao. Và khi bạn thực hiện kế hoạch đó thì bạn phải ra ngoài bạn giao tiếp, đúng không nào? Bạn phải ra ngoài bạn giao tiếp với con người. Bạn phải giao tiếp với con người nói chung. Vậy khi giao tiếp với con người, bạn có cái năng lực để thấu hiểu được con người không? Đó là năng lực đọc vị được khách hàng, năng lực đọc vị được đối tác của mình, năng lực đọc vị được những người mà vấn đề của họ họ thể hiện ra. Bạn có cái năng lực đọc như vậy không? Và khi bạn đọc vị được họ, bạn biết vấn đề của họ, thì bạn có cái năng lực để giúp ngay tại chỗ giải quyết bước đầu được vấn đề của họ không? Để họ bắt đầu thấy thích bạn, tin bạn, muốn lắng nghe bạn và muốn làm cùng với bạn. Quan trọng là cái điều đó. Và năng lực đó thì đương nhiên bạn phải rèn luyện. Bạn phải rèn luyện. Và trong quá trình rèn luyện thì nó rất thách thức, bởi vì bạn chưa từng có và bây giờ bạn phải học. Bạn phải học và bạn phải trải nghiệm nó, bạn phải rèn luyện nó. Và bắt đầu bạn phải chịu những cái chỉ trích, chịu những cái thất bại mà khiến bạn cảm thấy rất ngượng, rất xấu hổ. Và nó khiến bạn nản lòng. Đây là những vấn đề. Nhưng không sao cả. Khi tôi đã đặt ra chương trình này, thì nghĩa rằng đối với NLP và PBCA nó trở nên vô cùng đơn giản. Và tôi muốn chọn thực sự những người, chỉ cần các bạn có cam kết, nói là làm. Chỉ cần các bạn có ý chí thực hiện đến cùng, sau khi đánh giá rằng kế hoạch này làm là kết quả nó xảy ra như vậy. Rồi, chỉ cần các bạn có cái tự trọng với bản thân. Đó là những câu như người thành công nói rằng, trước khi bạn định bỏ cuộc thì hãy nghĩ đến cái lý do bạn bắt đầu cái công việc này. Cho nên khi 100 bạn tham gia vào chương trình này,
thì tôi bắt đầu huấn luyện. Bắt đầu từ ngày đầu tiên là bắt đầu tìm ra sứ mệnh của các bạn. Phải làm rõ bạn muốn cái gì. Muốn gì. Rồi sau đó tôi sẽ huấn luyện cái lộ trình nó rõ ràng. Và những lộ trình đó các bạn thiếu gì thì tôi bắt đầu huấn luyện kỹ năng các bạn để lấp đầy vào đó. Kỹ năng để lấp đầy. Tất cả các kỹ năng như tôi vừa nói, kỹ năng về con người, kỹ năng để cho bạn có thể ứng xử, có thể giải quyết được dễ dàng mọi vấn đề xảy ra xung quanh bạn. Và khi trong bạn, qua quá trình một năm tôi huấn luyện bạn như vậy, thì cả đời với những kỹ năng đó, bạn sống vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Bởi vì bạn đã làm chủ cuộc đời của bạn rồi. Bạn đã làm chủ mọi tình huống khi nó xảy đến với bạn rồi. Thậm chí bạn là người bắt đầu là có cái tầm nhìn rằng mình ra ngoài kia, mình nhìn thấy mọi chuyện và xu hướng nó đi về đâu. Bạn cũng đã đoán định được rồi. Và bạn đã chuẩn bị cho mình những năng lực, những nguồn lực rồi. Cho nên là cuộc sống này đối với bạn không còn là vấn đề nữa. Không còn là vấn đề nữa. Cho nên tôi một lần nữa tôi muốn các bạn, những người đang xem live stream này, kể cả những người chưa biết và vào sau. Chưa biết và vào sau. Các bạn sẽ cho tôi biết. Sẽ cho tôi biết một số câu hỏi như là: bạn muốn trở thành điều gì? Bạn muốn trở thành ai trong cuộc sống này? Thực sự bạn muốn điều gì? Bạn đã từng kinh qua những ngành nghề kinh doanh nào rồi? Kinh doanh, ngành nghề nào rồi? Vì sao bạn lại muốn vào chương trình này? Để bạn đạt được điều gì, kết quả gì cho cuộc đời bạn trong chương trình này? Và cái tiêu chí đó, chúng ta không thể nào kinh doanh bằng tay không. Không thể nào kinh doanh bằng tay không. Đấy là những yêu cầu đầu tiên là bạn phải có 10 triệu đồng bắt đầu. 10 triệu đồng để bắt đầu. Một cái số vốn rất nhỏ, bắt đầu từ 500 đô la Mỹ. Chưa đến 500 đô la Mỹ, 400 đô la Mỹ. Rồi sau đó nữa, cái kết quả mà tôi đã định vị rõ cho các bạn, bắt đầu khởi nghiệp với 400 đô la Mỹ, các bạn được tham gia một gói huấn luyện của tôi trị giá 200 triệu đồng. 200 triệu đồng. Đó là gói coaching cả một năm huấn luyện các bạn. Các bạn thiếu bất cứ cái gì, tôi huấn luyện các bạn để thành công, để đảm bảo rằng các bạn dễ dàng vượt qua mọi thách thức khó khăn. Vậy các bạn hãy cho tôi biết cái hồ sơ nhanh, hồ sơ cơ bản của các bạn để tôi lựa chọn vào chương trình. Và trong chương trình hôm nay, như vừa rồi tôi đã chia sẻ các bạn là có 3 bước để thành công này. Bước thứ nhất, bạn biết mình muốn gì. Bước thứ hai, có một cái kế hoạch rõ ràng bài bản. Và bước thứ ba là chỉ việc hành động. Còn bước thứ hai vừa rồi tôi phân tích rất kỹ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể học dễ dàng một cái kỹ thuật để thiết kế ra kế hoạch chiến lược một cách rõ ràng. Nhưng cái chìa khóa then chốt ở đây là năng lực của bạn để lắp vào kế hoạch đó. Năng lực của bạn để lắp vào kế hoạch đó, đó là điều quan trọng. Vậy thì cái điều quan trọng đó thì tôi đã chịu trách nhiệm huấn luyện các bạn, coach các bạn một năm để gặp bất cứ vấn đề gì các bạn vượt qua dễ dàng. Và có một tiêu chí nó yêu cầu là thế này: khi tham gia chương trình này, các bạn phải dành tối thiểu là 80% cái tâm sức, chứ không phải là 80% cái thời gian, mà 80% tâm thức của bạn, cái sự tập trung của bạn cho công việc này. Có thể công việc này một ngày nó chỉ chiếm thời gian của bạn rèn luyện, nó chỉ chiếm thời gian của bạn có được khoảng tầm 1 đến 2 tiếng đồng hồ thôi. Thế nhưng bạn phải dành tâm huyết cho nó từ 80 đến 100%. Thế mới đảm bảo rằng cái huấn luyện của tôi nó lặp đi lặp lại và nó trở thành cái năng lực trong bạn, cái năng lực vô thức trong bạn. Thì mới thành công được. Và một yêu cầu nữa, khi tham gia vào chương trình huấn luyện này thì bạn không thể nào đi hai chân trên hai thuyền được. Những bạn nào đang có một kế hoạch kinh doanh rất tốt, chúng ta cần lựa chọn xem cái sự phù hợp, cái công việc này nó có hỗ trợ bạn thế nào không. Thế còn những người nào thực sự mà đang loay hoay trong công việc của mình,
đang loay hoay trên bước đường thành công của mình, đang loay hoay trong việc là lựa chọn công việc trong cuộc sống này, và đã từng trải nghiệm rất nhiều ngành nghề khác nhau rồi mà chưa thành công, thì các bạn là những lựa chọn tuyệt vời để tôi giúp các bạn thành công. Có rất nhiều những bí mật, có rất nhiều những công thức và có rất nhiều những nguyên tắc tạo nên thành công trong cuộc sống này đều viết công khai trên thị trường. Nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ chúng ta có đủ tư duy, đủ tầm để hiểu nó là cái gì không? Nếu không hiểu thì chúng ta cũng không biết nó là cái gì. Cơ hội cũng không biết đó là cơ hội. Mà thậm chí rủi ro thì lại coi đó là cơ hội. Ví dụ như là một cái công thức chung trên thế giới của những người làm việc thông minh đã chia sẻ với nhau rằng cái tiêu chí để chúng ta có thể lựa chọn một sản phẩm, tiêu chí để chúng ta có thể lựa chọn một dịch vụ để chúng ta bắt tay vào, chúng ta làm, thì nó có 5 tiêu chí như sau. 5 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là xu hướng thị trường. Xu hướng thị trường của cái sản phẩm, của cái dịch vụ mà bạn định bắt tay làm, tìm hiểu làm, nó có bền vững không? Nó có ngày càng mở rộng không? Cái xu hướng này nó có bền 10 năm nữa, 20 năm nữa, 50 năm nữa? Nó có ngày càng bền vững như vậy và nó ngày càng phát triển, nó có mở rộng hay không? Đấy là điều tiêu chí thứ nhất khi các bạn chọn sản phẩm hay chọn dịch vụ để bắt tay vào kinh doanh. Thì điều số 1 là phải căn cứ vào điều đó để tìm hiểu. Xu hướng với các sản phẩm đó nó càng thiết yếu, nó ngày càng mở rộng thì cái cơ hội thắng lợi của các bạn nó càng được mở rộng, nó càng cao. Xong tiêu chí thứ nhất thì đến tiêu chí thứ hai. Tiêu chí thứ hai là sản phẩm phải độc quyền và độc đáo. Phải độc quyền và độc đáo. Độc quyền độc đáo để làm gì? Độc quyền độc đáo để một mình bạn kinh doanh cái này mà xã hội thì rất cần, rất thiết thân, rất thiết yếu. Họ cần thì họ phải qua bạn. Họ phải qua bạn. Cho nên cái sự nghiệp của bạn nó sẽ phát triển bởi vì rất nhiều người cần kinh doanh sản phẩm này phải qua bạn. Cho nên yếu tố thứ nhất là xu hướng thị trường thì phải tính đến yếu tố thứ hai, có độc quyền và nó có độc đáo không? Độc quyền đương nhiên rồi, nhưng nếu nó không độc đáo, nghĩa là thế này, người tiêu dùng có thể không dùng sản phẩm của bạn, có thể dùng sản phẩm chỗ khác cũng được, thì đấy nó không độc đáo. Cái độc đáo là người ta muốn cũng không có được. Cho nên họ nhất thiết phải quay trở lại với sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Thì đó là cái tiêu chí thứ hai mà các bạn chọn. Tiêu chí thứ ba là đối tác phải đẳng cấp. Đẳng cấp là top 10 của thế giới. Đẳng cấp top 10 của thế giới. Vì sao vậy? Bởi vì những doanh nghiệp, những tập đoàn mà họ có sản phẩm, có dịch vụ thuộc về hàng top 10 của thế giới, thì nghĩa là các phễu lọc của thế giới người ta đã chọn giúp mình rồi, là đây là tập đoàn đẳng cấp. Nó đã vượt qua hàng gì? Hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn công ty xuất sắc trên thị trường và để nó trở thành top 10 rồi. Như vậy thì ta chỉ việc là lựa chọn trên cái điều đó thôi, để chúng ta lựa chọn họ. Và một doanh nghiệp nó là top 10 thì đương nhiên rồi, nó có những cái tiêu chuẩn bền vững thì nó mới sống được và nó mới vượt lên vị trí như vậy. Và chúng ta chỉ việc lựa chọn họ thôi, thì đảm bảo rằng, để đảm bảo rằng chúng ta đổ công, đổ sức, đổ trí tuệ, đổ tiền vốn, đổ tất cả mọi thứ, nó không phải là dã tràng xe cát. Các bạn sẽ lục lại cái quá trình của mình. Các bạn đã đổ tiền, đổ của, đổ công sức vào bao nhiêu loại hình, mô hình kinh doanh khác nhau rồi. Và sau đó thì sao? Các bạn nhận ra được điều gì khi chọn đối tác không đẳng cấp, đối tác không bền vững, đối tác không phải là top 10 của thế giới? Đây là điều thứ tư. Và điều thứ năm là thời điểm tham gia với thị trường. Thời điểm. Cái thời điểm tham gia của các bạn nó là mới
và bạn đã nhận ra được xu hướng này, nhận ra được cơ hội này rồi và bạn bắt tay làm ngay lập tức, thì cái cơ hội chiến thắng nó rất cao và cơ hội thành công và giàu có nó rất nhanh. Còn nếu cơ hội nó đã ở đỉnh điểm rồi, mọi thứ đã bão hòa rồi, thế thì cái khả năng để bạn tham gia vào và để giành chiến thắng trên thị trường nó rất thấp. Cái cơ hội nó quá nhỏ bởi vì thị trường đã bão hòa. Đấy là năm cái tiêu chí phổ quát trên thế giới này, phổ biến trên thế giới này, mà những người làm việc thông minh người ta căn cứ vào đó để lựa chọn sản phẩm dịch vụ, để bắt tay hợp tác. Vậy các bạn có đủ những cái trải nghiệm để chúng ta đánh giá rằng đâu là sản phẩm hay đâu là dịch vụ nó đáp ứng tiêu chí đó không? Nếu thế thì đây có một tiêu chí này, cái sản phẩm đấy, cái tiêu chí đấy bạn chỉ cần làm trong 2 năm 3 năm thôi nó đã giúp bạn thành công lắm rồi, nó đã giúp bạn thu nhập là tối thiểu $5,000 một tháng rồi. Tối thiểu, đấy là tối thiểu. Tối thiểu. Còn tùy năng lực của bạn, nó có thể lên là 10.000, 20.000, $30,000 một tháng. Thì đấy là những sản phẩm dịch vụ mà bạn chọn đúng tiêu chí thì sẽ mang lại thành công rất nhanh cho bạn. Mang lại thành công rất nhanh. Và nếu như bạn có năng lực để đáp ứng nữa, thì cái cơ hội xảy ra nó càng nhanh. Và để nhân đây tiếp tục, tôi chia sẻ các bạn tiếp một vài cái gọi là nguyên tắc, một vài cái nguyên tắc về làm giàu và thành công mà tôi biết được của những người thành công và họ chia sẻ lại. Thì các bạn nghe rõ để chúng ta cùng thẩm thấu, để sau đó rồi thì chúng ta nghiền ngẫm với nó. Bởi vì hôm nay tôi nói rất là chậm, và mỗi một điều tôi chia sẻ là ẩn dưới là cả những cái trải nghiệm, những cái trải nghiệm cực kỳ sâu sắc, cực kỳ máu và nước mắt. Cho nên nếu các bạn nghe và cái điều này nó chung chung, thì có một cái điều gì đó mà có thể các bạn chưa từng trải nghiệm. Còn những ai đã từng trải nghiệm rồi thì các bạn sẽ tự liên tưởng về những gì mà các bạn đã trải nghiệm, nó chính xác tuyệt đối. Điều đầu tiên để mỗi một cá nhân chúng ta có thể làm giàu được, thì thứ nhất, nó phải có một cái tâm thức làm giàu, một cái tâm thức khát khao làm giàu, một ý chí làm giàu. Chứ không phải là ý chí gọi là có thu nhập cao một chút để đủ ăn đâu các bạn. Đấy không phải tâm thức làm giàu. Bởi vì với tư cách một nhà huấn luyện NLP, tôi hiểu con người chúng ta phân rõ ra có hai loại động lực. Một loại động lực người ta gọi là hướng tới, và một loại cái động lực trong con người nó gọi là tránh xa. Hướng tới và tránh xa. Những con người mà có cái động lực hướng tới ấy, thì dù có giàu rồi họ vẫn tiếp tục làm tiếp. Họ dù có giá trị rồi họ vẫn tiếp tục vươn tới những giá trị cao hơn. Đấy là động lực hướng tới. Thì những con người có cái tố chất như vậy, hay là họ chăm chỉ rèn luyện phát triển bản thân, thì họ cũng dung nhập vào mình cái tố chất như vậy, thì họ mới đạt được những thành công to lớn trong cuộc sống này. Đấy là động lực hướng tới ở phía trong con người người ta. Ví dụ các bạn cứ nhìn những người thành công ấy, họ có dừng lại không? Hay là họ vẫn tiếp tục? Thì đấy là những con người có động lực luôn luôn là hướng tới. Ví dụ những người cực kỳ thành công của Việt Nam, các bạn thấy là khi họ thành công rồi họ có dừng lại không? Hay là họ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, tiếp tục tạo ra những dịch vụ, tiếp tục tạo ra những xu hướng của xã hội? Đấy là những con người có động lực hướng tới. Còn những người có động lực tránh xa thì sao? Nghĩa là thế này, họ muốn một cái mức sống, một cái mức kết quả, sau đó đạt được rồi thì họ đứng im ở đó, họ hài lòng, và sau đó thì họ bắt đầu tụt xuống, và tụt gần đến cái mức mà họ lo sợ thì họ lại nỗ lực, họ làm để họ lại lên cái ngưỡng mà họ không sợ nữa, rồi họ lại tụt xuống. Thì cái nhóm người đó, cái động lực bên trong của họ là nhóm tránh xa sự nghèo khó. Họ sợ bị nghèo, họ sợ bị khổ, nhưng họ lại không có cái động lực vươn cao. Cho nên là họ bắt đầu nhúng mình được vào đâu có cái cơ hội thị trường,
mà nó làm cho họ bắt đầu có điều kiện một chút thì họ đứng ở đó và họ không chịu đầu tư vào bản thân mình, và đấy là lý do họ tụt dần và họ chết, họ sụp đổ. Bởi vì tầm của chúng ta đến đâu thì nó sẽ giữ được tiền đến đó, tầm đến đâu sẽ giữ được tiền đến đó thôi. Thế thì trong một đoạn xã hội nào đó, một cái đoạn hoàn cảnh kinh tế nào đó, mà một ai đó lại tạo kiến tạo ra nhờ thị trường may mắn để kiến tạo đạt ra một mức, một cái mức kinh tế nào đó, nhưng lại không chịu phát triển bản thân, tức là họ không có động lực để hướng tới nữa, họ dừng ở đó. Trong khi thì xu hướng xã hội thay đổi, xu hướng nhu cầu thay đổi, công nghệ thay đổi, mọi thứ thay đổi, cho nên cái sự đứng im của họ sẽ bị đào thải. Bởi vì đứng im là tụt lùi, đứng im là tụt lùi, cho nên là họ suy sụp. Mà đến khi sụp kiệt quệ rồi, họ mới lại bắt đầu là lại gì, thức tỉnh và ngóc lên ngóc lên ngóc lên. Nhưng có những người thì không ngóc được nữa rồi, bị tụt đến đáy rồi và coi như thôi, sạch tán ra bại sản. Có những người thì cũng ngóc lên để vực lại nhưng vô cùng vất vả. Vì sao vậy? Vì tầm đến đâu thì tiền đến đó, tầm đến đâu tiền đến đó. Nó có một nguyên lý là doanh nghiệp kinh doanh của bạn, hệ thống kinh doanh của bạn không bao giờ lớn quá được năng lực của bạn, không bao giờ lớn quá được năng lực của bạn. Nếu năng lực của bạn chỉ đến đó thôi, năng lực của bạn đến đó thôi, thì bạn chỉ giữ doanh nghiệp đến đó thôi. Nhưng nếu bạn không hiểu được điều đó, bạn tiếp tục tham vọng vươn cao, bạn vay vốn, bạn đầu tư thêm, bạn dốc toàn lực thêm, và vì năng lực của bạn không quản lý được, cho nên nó sụp đổ đến tận gốc luôn, mất luôn cả những thứ gì mà bạn đã từng có được. Thứ nhất là gì? Để bạn có thể trở thành người thành công và giàu có và giá trị trong cuộc sống này, thứ nhất, bạn phải xác định một cái tâm thức như vậy đã. Một cái tâm thức đó. Nhưng tâm thức đó nó lại từ đâu sinh ra? Từ sự hiểu biết của bạn. Từ cái điều quan trọng nữa là từ cái nguồn gốc nơi bạn sinh ra. Nơi bạn sinh ra. Vậy thì bây giờ có một cái test đây. Với tư cách một nhà huấn luyện, tôi chỉ ra bí mật này. Các bạn có tâm thức đó chưa? Nếu biết mình, để test xem mình có tâm thức đấy hay chưa, thì quay lại bố mẹ mình, quay lại nhìn bố mẹ mình xem bố mẹ mình đang có tâm thức đấy chưa. Và nếu bố mẹ mình chưa có cái tâm thức đó, thì chỉ có một tỷ lệ rất ít thôi, 1-2% những người sinh ra từ cái môi trường đó có tâm thức đó thôi. Còn bên trong hầu hết là đang bị tù đọng một cái tâm thức rồi. Một cái tâm thức không thể làm giàu được, một cái không có cái tâm thức thịnh vượng được. Nhưng mà hầu hết thì lại cứ đang tưởng rằng mình đang nỗ lực làm việc để kiến tạo giá trị và giàu có. Không biết được là bên trong mình một cái chương trình đang chạy bên trong mình là một cái chương trình của tâm thức gọi là ổn định và nghèo khó. Và cái điều này thì chỉ khi đi sâu vào khoa học phát triển bản thân, đặc biệt là NLP, các bạn mới hiểu tại sao lại như vậy. Còn nếu không thì các bạn không hiểu được đâu. Và khi không hiểu thì các bạn cứ âm thầm mà làm, âm thầm mà nỗ lực mà vùng vẫy ở ngoài cuộc sống ngoài kia, và nó vất vả vô cùng mà cũng không kiến tạo được cái kết quả như mong muốn. Điều đầu tiên là gì? Phải xác định được cái tâm thế làm giàu, tâm thức làm giàu. Điều thứ hai là bạn phải hiểu được cái nguyên lý là thị trường này là người chủ rất công bằng, trả cho bạn một cái mức lương mà, trả cho bạn cái mức thu nhập mà giá trị của bạn tạo ra nó. Không có cách nào khác cả. Không có cách nào khác là thị trường là người trả lương cho bạn, trả cái thu nhập cho bạn, và người này rất công minh, rất khách quan. Giá trị của bạn đến đâu, thị trường sẽ trả cho đến đó. Điều này thì đơn giản thôi các bạn. Chúng ta nói về những doanh nghiệp tư nhân bình thường. Ví dụ những doanh nghiệp bán sản phẩm đi, những doanh nghiệp bán bất động sản đi chẳng hạn. Tại sao thì có những cái sale họ bán được rất nhiều tiền, doanh số rất là đỉnh, một vài người như vậy, còn phần lớn thì lại bình bình như vậy? Còn phần lớn thì bình bình, bởi vì nó liên quan đến cái năng lực, cái giá trị của cái người tạo ra. Họ phải có một điều gì đó, họ phải có một cái năng lực, họ phải có một cái tố chất nào đó thì họ mới luôn luôn xuất chúng và vượt trội hơn những người bình thường.
họ biết được một điều gì đó. Có thể họ có năng lực bẩm sinh, có thể họ đã chăm chỉ đầu tư vào phát triển bản thân, cho nên họ đạt một cái giá trị. Mà phần nhiều là họ nỗ lực phát triển bản thân, đi học hỏi các cái kỹ năng, các cái công thức cần thiết để đạt được cái giá trị bản thân. Và nguyên lý trong cuộc sống này, hãy làm tăng giá trị của bạn lên trước thì giá trị hợp đồng nó sẽ đi theo. Giá trị hợp đồng sẽ đi theo. Không thể nào mà lại có một những hợp đồng lớn lại được bắt nguồn từ những cái đầu nhỏ được. Không thể nào có những cái đầu, những hợp đồng lớn mà bắt nguồn từ những cái ý chí hay những cái tư duy nhỏ được. Đấy là những nguyên lý. Rồi tiếp tục nữa này, chúng ta đã nói lên cái nguyên lý, cái nguyên tắc để có cái tâm thịnh vượng và làm giàu. Thứ nhất là gì? Đầu tiên ta phải có một cái tâm thức thịnh vượng, đó là cái động lực bên trong đã, hướng tới sự giàu có giá trị đã. Và cái điều thứ hai là cái nguyên tắc là giá trị mình đến đâu thì cái thu nhập mình nó tương ứng đến đó. Và các bạn sẽ nhìn vào chính thu nhập mình hiện tại, nhìn vào chính những kết quả hiện tại, thì đấy là giá trị của các bạn. Giá trị các bạn đến ngưỡng đó thôi thì thị trường sẽ trả đến mức đó. Và phải nâng giá trị của mình lên thì giá trị hợp đồng, giá trị thu nhập mới tăng theo. Đó là nâng cái năng lực của mình lên. Cái điều thứ ba là bạn phải chọn đúng công việc kinh doanh, chọn đúng ngành nghề kinh doanh, chọn đúng công cụ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, và kinh doanh vào đúng thời điểm thì mới kiến tạo nên thành công nhanh cho các bạn được. Bạn cứ nghĩ xem, bạn cứ thử nhảy vào một cái sản phẩm, một cái dịch vụ nào đó, nó đã bão hòa, nó đã đỉnh điểm, nó đã đi qua mất rồi, thì sang cái mức độ thành công của bạn ra sao? Hãy nghĩ sâu sắc về điều đó thì bạn sẽ thấy ngay. Và điều tiếp theo này, khi bạn đã tìm được công việc đúng rồi, cái công cụ đúng, cái sản phẩm đúng ấy, và đúng thời điểm rồi, thì bạn phải xem xét là ở cái đó bạn phải đi tìm một, ở đó có quy trình sẵn sàng để tạo ra hiệu quả chưa, cái quy trình đó đo lường được để giúp bạn tạo ra hiệu quả chưa. Nếu không thì bạn phải đi học hỏi, để học hỏi được một quy trình nào đó hiệu quả để bạn bắt đầu ứng dụng vào cái công việc sản phẩm mà bạn đã chọn kinh doanh. Nó phải có quy trình, quy trình muốn giúp cái công việc của bạn nó hành thông, nó bền vững, nó không bị vỡ, nó không bị đổ. Phải có quy trình. Vậy thì trong những cái thứ mà tôi, những cái điều mà tôi chia sẻ này, các bạn có hiểu quy trình nó là gì không? Hiểu những cái điều mà tôi chia sẻ các bạn từ đến giờ không? Ví dụ như là mức thu nhập của bạn được thị trường trả cho xứng đáng với những điều gì mà bạn cung cấp cho thị trường. Rồi là phải có một cái tâm thức làm giàu, trong cái động lực, là động lực hướng tới, là động lực tránh xa. Nghe đến những điều này bạn có hiểu được hay không? Nếu không hiểu được thì làm sao chúng ta có thể có động lực, hay làm sao chúng ta biết để mà chúng ta có ý chí cho làm được? Không hiểu được thì chúng ta rất dễ bỏ cuộc. Nhưng khi hiểu được thì chúng ta sẽ biết rằng ồ, cứ như vậy chúng ta đang đi đúng hướng, và như vậy là thành công. Điều tiếp theo này, khi bạn có quy trình rồi thì cái quy trình này phải cho phép bạn nhân rộng, mở rộng, nhân rộng, mở rộng, nhân rộng. Tức là bạn chọn được sản phẩm, bạn chọn được thời điểm, bạn có quy trình, và quy trình này thì giúp mọi người tham gia vào thì dễ dàng mở rộng, dễ dàng mở rộng, mở rộng. Bởi vì như bạn thấy đấy, tất cả những nhà kinh doanh chuỗi hiện nay, người ta phải sinh được ra chuỗi, nghĩa là mở rộng ấy, thì người ta mới thành công, mới giàu có được. Ví dụ các bạn nhìn thấy gần đây cái cà phê hạng trung ấy, cà phê Aha chẳng hạn, ở Hà Nội, họ phát triển rất nhanh. Đấy, họ mở rộng đấy. Họ mở rộng, mở rộng, mở rộng. Họ phải có một quy trình. Và cái quy trình nó dễ dàng phù hợp với những đối tượng mà có thể mở rộng được cái cơ hội kinh doanh này. Điều tiếp theo là gì? Phải đòn bẩy được. Điều tiếp theo, công việc của bạn phải đòn bẩy được. Đòn bẩy được. Ví dụ, bạn chọn cơ hội kinh doanh nào, bạn phải nghĩ ra là cơ hội kinh doanh này, bên cạnh cái công việc là sức mình và sức người như vậy, có cái gì có thể đòn bẩy được nữa không?
đòn bẩy được nữa không? Ví dụ như là cơ hội kinh doanh online. Bạn có thể nhờ công nghệ 4.0 online để có thể phổ biến trên toàn cầu được không? Bạn có thể nhờ vào công nghệ 4.0 này để có thể mà sáng tạo ra những sản phẩm để phổ biến trên hệ Internet được không? Và nếu được thì cái công sức của bạn chỉ bỏ ra một lần thôi, nhưng nó đã sẽ giúp bạn gì? Đòn bẩy rồi. Và điều tiếp theo là bạn phải hành động ngay. Dù bạn có muốn được kết quả gì trong cuộc sống này, dù bạn có một cái kế hoạch rất cực kỳ rõ ràng thế nào, nhưng bạn không hành động thì không có điều gì xảy ra cả. Và trong hành động là yêu cầu rằng bạn phải có năng lực. Mấu chốt điều hôm nay tôi chia sẻ các bạn đó là năng lực. Và năng lực đó nó cần phải được huấn luyện. Và huấn luyện là phải huấn luyện trực tiếp. Có huấn luyện trực tiếp, các bạn mới hiểu là bên trong mình đang tồn tại những gì, bên trong mình đang có những tố chất gì, bên trong mình đang có những hạn chế gì. Thì khi biết được điều đó thì các bạn mới bắt đầu nhổ bỏ được đi những hạn chế. Và những năng lực gì mà thị trường cần, năng lực gì mà cuộc sống này cần, năng lực gì mà các cái cơ hội giàu có, cơ hội tạo ra kết quả người ta yêu cầu, bạn phải đưa được vào mình, trở thành cái năng lực của mình, bạn mới kiến tạo ra được sự giàu có được. Chứ còn nếu bạn có một cái mong muốn rằng nhà cao cửa rộng, ô tô đẹp, nhà có điều kiện tài chính, mong muốn rất là ước mơ rồi, bố mẹ được hưởng phúc lành, bạn có một cái mong muốn khát khao như vậy, rồi bạn cũng có một cái kế hoạch mà người lãnh đạo của bạn có thể vẽ ra, vạch ra cho bạn, nhưng sau đó bạn lại không chịu du nhập mình cái năng lực để mình có thể đáp ứng được điều đó, và bạn lại không hành động, thì không có điều gì xảy ra cả. Cho nên hiểu rõ được điều này, tôi mới công bố cái chương trình. Và chương trình này tôi phải lựa chọn, bởi vì đảm bảo rằng những người tham gia chương trình này là thành công. Và vào thời điểm này năm sau, và cứ 3 tháng một lần 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, thì cái group này nó sẽ được công bố kết quả. Và các bạn sẽ thấy rằng là khi chúng ta có năng lực thì mọi chuyện cuộc sống này nó trở nên đơn giản như thế nào. Cho nên tôi chào mừng các bạn tham gia vào chương trình này. Và tôi chọn đủ 100 người và bắt đầu chương trình huấn luyện. Và chương trình huấn luyện này tôi dùng hai công cụ quyền năng mạnh mẽ trên thị trường, xuất sắc nhất trên hành tinh hiện nay, đó là NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy, và PBCA, một bộ công cụ về xây dựng doanh nghiệp số 1 trên thế giới. PBCA, nếu các bạn có thể tìm hiểu, nó là Professional Business Coaching Alliance. Đây là liên minh của tổ chức các nhà huấn luyện chủ doanh nghiệp hàng đầu của Bắc Mỹ. Những bộ công cụ xây dựng doanh nghiệp chuẩn mực hàng đầu trên thế giới hiện nay. Và khi chúng ta có hai cái công cụ này rồi, thì không gì là không thể. Và mọi việc trở nên vô cùng đơn giản và dễ dàng. Cho nên, để tôi có thể tiếp cận các bạn, đội ngũ của tôi có thể tiếp cận các bạn, thì các bạn hãy cho tôi biết. Số 1 là bạn muốn kết quả gì trong cuộc đời này, và bạn muốn gì của năm 2020. Lý do vì sao bạn lại muốn như vậy, và bạn đã từng kinh qua những ngành nghề kinh doanh gì rồi. Và dựa trên những tiêu chí như vậy thì tôi sẽ tiếp cận các bạn để chúng ta bắt đầu chọn lựa chương trình. Và đây là một chương trình mà tôi dành rất nhiều tâm huyết để cống hiến cho các bạn. Cho nên tôi không muốn rằng những gì mà tôi tâm huyết cống hiến lại không kiến tạo ra thành công, chỉ bởi vì là lựa chọn không đúng người. Và điều đó thì vô cùng lãng phí. Rồi. Còn bây giờ thì tôi sẽ dành vài phút để có thể trả lời bất kỳ điều gì mà các bạn mong muốn tham gia chương trình này có thể muốn hỏi. Xin mời các bạn. Tôi sẽ để gần máy vào đây một chút để tôi có thể nhìn được rõ ràng hơn.
những câu hỏi của các bạn. À, tôi sẽ để đây. Rồi. Ok rồi. Và bây giờ thì tôi chờ đợi cái câu hỏi của các bạn đấy. Nào xin mời các bạn ạ. À, xin mời các bạn đặt câu hỏi rằng nếu muốn tham gia chương trình này thì như thế nào? Tôi sẵn sàng trả lời các bạn đây. Bạn Minh Luân. Vâng. Điều kiện là thế này. Để tham gia chương trình này, bạn phải có 10 triệu để làm vốn để bắt đầu tham gia sự kiện này. Có 10 triệu đồng. 10 triệu đồng để bắt đầu làm vốn. Và cái điều kiện tiếp theo là bạn phải thực sự kiểm tra mình, xem thực sự là mình có là người có ý chí không? Mình có ý chí không? Câu ý chí nhé các bạn. Bởi vì khi tôi bắt đầu là ra một chương trình mà đòi hỏi bạn phải có mặt, và đây là chương trình huấn luyện, thì bạn lại bảo ô em bận quá, bận quá, bận quá. Như vậy thì nó không đúng. Điều gì là quan trọng nhất? Điều đầu tiên là bạn phải chuẩn bị một mức vốn là 10 triệu đồng. Điều thứ hai là bạn phải là người có ý chí. Rồi bạn phải là người có cam kết hành động. Hãy kiểm chứng trong cuộc đời của bạn, thời gian vừa qua, những điều gì để bạn thấy rằng mình là người cam kết, mình là người có ý chí. Thể hiện điều đó, xem kiểm soát xem nào. Và nếu bây giờ dù bạn có nhận ra điều đó rồi, bây giờ bạn thực sự muốn thay đổi, thì bạn có cam kết thay đổi không? Cam kết thay đổi không? Điều tiếp theo là bạn thực sự là người có tự trọng với bản thân của mình không? Có một trái tim yêu thương mọi người trong gia đình mình không? Và bởi vì sao tôi hỏi điều đấy? Bởi vì khi bạn có cái trái tim như vậy, sống vì mọi người như vậy, thì bạn có động lực để bạn có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức ngoài thị trường kia. Bên cạnh cái việc học được kỹ năng kỹ thuật mạnh mẽ nhất, quyền năng nhất hiện nay, thì bạn còn phải trải nghiệm ở ngoài kia. Cho nên là nếu bạn không phải là người có tự trọng với bản thân mình, bạn không phải là người có ý chí khao khát, sẵn sàng, thì rất dễ bỏ cuộc. Đó. Chương trình này không phải chương trình online. Chương trình này là mỗi tháng tôi sẽ huấn luyện trực tiếp, một sự kiện huấn luyện trực tiếp. Và sau đó thì những buổi tối như thế này, và những ngày bình thường nữa, bất kỳ lúc nào các bạn gặp bất cứ vấn đề gì, chúng ta sẽ có một cái room comment, và tôi cùng những lực lượng của tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Rồi, những bạn cam kết hành động, cam kết muốn tham gia chương trình này, các bạn sẽ cho tôi biết. Cho tôi biết những lý do vì sao các bạn muốn tham gia vào chương trình này, bạn muốn đạt được kết quả gì, và bạn đã từng kinh qua những công việc gì rồi, để đội ngũ chúng tôi, ban đầu chúng tôi còn biết hiểu về các bạn, sau đó rồi tiếp cận, chúng ta mới có thể trao đổi thảo luận, rồi chúng ta mới vào chương trình này. Bởi vì chương trình này là một chương trình cực kỳ chất lượng, cho nên tôi phải tuyển những người cực kỳ chất lượng. Gói chương trình này nó trị giá lên đến 200 triệu đồng, rồi các bạn sẽ biết, rồi các bạn sẽ quay trở ra thị trường để các bạn xem là nó xứng đáng như thế hay là còn hơn thế rất nhiều. Bởi vì tôi dành toàn bộ cái sự nghiệp huấn luyện của mình để kiến tạo lên 100 người thành công. Từ đó nó trở thành những mẫu hình để có thể thúc đẩy được người khác, khuyến khích được người khác thành công. Rồi chào mừng các bạn, bạn Phạm Tuyết. Những người tham gia chương trình này, các bạn sẽ không mất gì cả. Không mất gì cả. Cái vốn khởi nghiệp ban đầu nó chỉ như vậy thôi. Thế và tôi huấn luyện các bạn các năng lực để các bạn tự kiến tạo ra kết quả. Và sau đó 1 năm, thì tối thiểu cái mức thu nhập của các bạn là 1.000. Sau 2 năm thì nó có thể lên vọt đến 3.000 hoặc 5.000, và sẽ nhiều nữa. Bởi vì tại cái buổi tôi huấn luyện các bạn thì tôi sẽ mời những người mà đã từng làm được việc đó rồi và đang làm được việc đó rồi, mà chỉ trong có 2 năm thôi các bạn. Rất nhiều người chứ chẳng phải là chỉ có 1-2 người, rất nhiều người, để các bạn có thể thấy rõ được rằng là mình hoàn toàn có khả năng
Trong khi các bạn lại được tôi huấn luyện tất cả những kỹ năng để có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn thách thức nữa, thì đây là một cơ hội tuyệt vời với các bạn. Khi các bạn ở trong group này và các bạn biết được cái thông tin này, các bạn chỉ cần có ý chí thôi, các bạn chỉ cần cam kết thôi và nỗ lực hành động thôi. Và đương nhiên rồi, có một điều kiện nữa là các bạn phải dành tâm sức 80% cho đến 100% cho điều này. Dành tâm sức vào đó, chứ không thể nghĩ đây là một chương trình hời hợt, mình vào mình lấy kiến thức. Bởi vì nếu không tạo ra kết quả thì các bạn sẽ bị out ngay lập tức. Không tạo ra kết quả sẽ bị out ngay lập tức. Ok, bạn là chị Mai, chào mừng bạn. Rồi, toàn bộ chương trình này thì tôi đã nói ra và tôi đã viết ở phần trên nữa rồi, là những cái tiêu chí để chúng ta tham gia vào chương trình này. Tôi chào mừng tất cả các bạn. Và nó chỉ có vài cái điều kiện như vậy thôi. Thứ nhất, số vốn khởi nghiệp là 10 triệu đồng. Thứ hai, các bạn phải kiểm chứng mình là người cam kết ý chí, tự trọng với bản thân và khao khát trở thành người thành công, giá trị và cho đi. Và tôi sẽ cam kết dành toàn bộ cái sự nghiệp huấn luyện của mình để giúp các bạn thành công trong năm 2020. Ok, chỉ cần các bạn cam kết, chỉ cần các bạn cam kết hành động, nói là làm. Và cái mức độ tự trọng của các bạn phải biết rằng là mình đã cam kết là mình phải làm. Thì tôi sẵn sàng huấn luyện các bạn để thành công. Và tôi chọn đủ 100 người để bắt đầu. Rồi, các bạn sẽ đi, những người thực sự cam kết, các bạn sẽ viết một đoạn giới thiệu bản thân của các bạn. Viết một đoạn cho tôi biết ở đây, tại group này, ở dưới phần comment đó, các bạn vẫn đang comment này. Hãy viết đi ạ. Bạn mong muốn kết quả gì năm 2020 và cả cuộc đời của mình. Để bước đầu tôi biết như vậy, để tôi lên cái chương trình huấn luyện các bạn ngay cái sự kiện đầu tiên. Thứ hai là bạn đã từng kinh qua và trải qua những ngành nghề gì rồi, để tôi biết cái mức độ trải nghiệm của các bạn để lên cái chương trình cho xác thực. Đó. Rồi, để chào mừng các bạn.